Trời ơi, nhìn phong độ đẹp trai quá. Được không? Con tên gì? Dạ, con tên Nam. Con tên Nam. Trời ơi, mua đàn guitar cho Nam. Còn con tên gì? Con tên Gia Linh. Gia Linh, mua cây đàn piano cho Gia Linh. Xin chào các bạn. Hôm nay Hoàng bán được cây đàn này cho một cái chú lớn tuổi rồi. Chú mua cho cháu. Nhu cầu của chú á là cái phòng nó nhỏ thôi, không có vị trí, không có mua được cái cây đàn lớn, chỉ có mua được cái đàn kích thước nhỏ thôi. Thì chú đã tìm hiểu trên mạng rồi, được mấy cái model á, nhưng mà khi qua bên đây thì Hoàng đã tư vấn cho chú lên luôn cái cây này. Đó. Đã nói nhỏ gọn mà hay thì chỉ có là Roland DP603 thôi các bạn. Đấy. Rồi, hồi nãy gấp lại rồi, gấp lại thêm lần nữa. Thấy chưa? Rất là gọn các bạn. Đây, mình để sách vở lên mình học bài cũng được, mình để laptop mình làm việc cũng được. Rồi, sau đó mình muốn học đàn thì mình mở ra. Rồi. Thế là xong. Cái này kết nối Bluetooth được luôn nha các bạn. Biến cái đàn trở thành cái loa rất là hữu ích. Rồi có app của Roland mình kết nối được luôn. Nên là cái cây này rất là hữu ích các bạn. Thì song song đó là chú có mua thêm một cái cây đàn guitar của Yamaha. Đó là cây C40. Đó, cây C40. Đây, mở cho các bạn xem. Nhưng mà thôi, để giao mới tình cho chú nên là chỉ mở tới đây thôi. Đây, cây C40. Còn mới nguyên trong thùng. Cái này thì cũng rẻ. Cái này bao nhiêu tiền Hiền? 3 triệu. 3 triệu mấy à? 3 triệu mốt, 3 triệu 2 thì bạn. Rẻ lắm các bạn. Đấy. Cái này là made in Indonesia. Là hàng chính hãng Yamaha nhập khẩu ở Việt Nam luôn ha. Rồi, ngày mai giao cho chú luôn. Rồi, bây giờ trước khi đi cũng như mọi khi Hoàng sẽ đàn thử cái cây đàn này nhé. Cây đàn này là cây đàn DP603, nhỏ gọn nhưng mà có vỏ. Rồi bây giờ đi giao cây đàn này cộng với lại cây guitar C40 đến nhà chú nha.
đi đường mộ. Rồi. Tuyệt vời. Được không ạ? Hàng nút vậy là cao nhất là tầng 49 rồi cô. Ừ. Ủa cao nhỉ? Từ xưa cô ở bên Bắc 6B kia, cô ở tầng 45. 45, còn bên này? 41, à bộ này 41. À, đây là cây đàn do thầy Đăng ở bên lớp nhạc ở bên này giới thiệu cho Hoàng. Cảm ơn thầy Đăng nhiều nha. Đó, cây đàn này lên màu đẹp quá. Nhưng mà cái đàn này mua cho ai? Cho con hả? Đây. Đây. Đây là đây. À đây là đây. Đó, vậy đi, con ra với cái đàn của mình kia. Đó, con ra với cái đàn của mình. Trời ơi, nhìn phong độ đẹp trai quá. Được không? Con tên gì? Dạ, con tên Nam. Con tên Nam. Trời ơi, mua đàn guitar cho Nam. Còn con tên gì? Con tên Gia Linh. Gia Linh mua cái đàn piano cho Gia Linh. Mà Gia Linh học đàn, đang học đàn hả? Vậy con đàn đi. Có iPad hay gì không? Rồi bây giờ nè, con mà muốn nghe nhạc các lát chú chỉ cho con kết nối Bluetooth với cái đàn. Thì bây giờ kết nối Bluetooth. Khi nào nó xong, đã kết nối, đã xong rồi đó. Đó. Như vậy là mình nghe nhạc được luôn ạ. Muốn chú đàn cho nghe thử không? Nhưng mà cho Linh khoái không Linh? Khoái. Chú đàn cho con nghe nha. Để cho mình nghe. Dạ. Đó. Cái đàn này do nó có cái bàn riêng nè. Đàn rời nè. Nghe nó nghe rất là cao rồi. Cao rồi, rất là đầy rồi. Do là mình sử dụng hơi hang tiếp. Nó có gì là piano trong này nó cũng còn có luôn. Nhiều mình xài chắc nó không hết đâu, mà con muốn xài được thì cũng phải đạt được chú. Mà muốn đạt được như chú chắc thì còn phải học ha. Ok nhé Gia Linh nha. Rồi cảm ơn Gia Linh nhiều nha, cảm ơn chú ủng hộ bên cháu. Bây giờ về cửa hàng thôi. Cảm ơn các bạn nha, ai mà cần đàn nhớ ủng hộ Hoàng nhé.